Xin chào tất cả các nhà đầu tư thân mến. Nội dung bài học hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị hai nội dung chính. Thứ nhất là đánh giá về cái dịch vụ đầu tư trái phiếu tại công ty chứng khoán Techcom Security, và thứ hai là hướng dẫn review và đánh giá thực tế trên ứng dụng TC Invest của Techcom Security. Anh chị sẽ hiểu rõ hơn về cái thực tế, về cái nền tảng và cái ứng dụng cũng như cái dịch vụ của Techcom Security. Trước hết là chúng ta sẽ xem là ai sẽ phù hợp với xem cái video này, đúng không ạ? Thực ra là tôi cũng rất mong muốn là các anh chị sẽ nhìn thấy được là mình có phù hợp hay không, để mà chúng ta đỡ mất thời gian, đúng không ạ? Thứ nhất là nhà đầu tư mới và đang có nhu cầu tìm hiểu đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại TCBS. Thứ hai nữa là nhà đầu tư đang muốn so sánh đầu tư trái phiếu tại TCBS so với các công ty chứng khoán khác trên thị trường. Đấy là hai nhóm nhà đầu tư mà tôi nghĩ rằng sẽ rất phù hợp với cái video này, bởi vì là các anh chị đang muốn tìm hiểu và đang muốn so sánh để mà lựa chọn cho mình một cái công ty chứng khoán phù hợp nhất để mà trước khi đầu tư. Thế thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung đánh giá của tôi. Tôi sẽ đưa ra 5 cái đánh giá gồm: thứ nhất là đánh giá về cái doanh nghiệp phát hành trái phiếu ấy ạ. Thứ hai là gì? Các cái sản phẩm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Và cái thứ ba là gì? Năng lực của TCBS. Và cái thứ tư là gì? Tính minh bạch của các thông tin. Và cái thứ năm là gì? Cái công nghệ đầu tư. Đó chính là 5 cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ và đánh giá chi tiết với các anh chị trước khi thực hiện đầu tư. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình Học Trải Nghiệm Tài Chính Cá Nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền Của Tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền Của Tôi. Sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Nào, chúng ta hãy vào một cái tiêu chí đánh giá đầu tiên, đó chính là doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Nhà đầu tư sẽ là chủ nợ của các doanh nghiệp uy tín hàng đầu trên thị trường. Chúng ta không nghĩ rằng là mình có thể cho vay được Vingroup, đúng không ạ? Chúng ta không nghĩ rằng chúng ta có thể cho vay được Mansan, đúng không ạ? Nhưng thực tế, khi mua trái phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường thì nhà đầu tư đang là chủ nợ của cái doanh nghiệp đó. Và các cái doanh nghiệp này đều là doanh nghiệp mà niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Vì vậy mà các cái thông tin khá là minh bạch. Và các doanh nghiệp đó đều là các doanh nghiệp hàng đầu ạ. Tôi nói là hàng đầu anh chị nhé. Hàng đầu trên sàn chứng khoán. Khi mà đầu tư ở các doanh nghiệp mà hàng đầu trên sàn chứng khoán thì về mặt chủ sở hữu các anh chị cũng khá là yên tâm, đúng không ạ? Thì về mặt chủ nợ các anh chị cũng sẽ khá là yên tâm. Cái thứ hai nữa là gì? Các doanh nghiệp này thì sẽ được TCBS họ đánh giá, họ thẩm định rất là khắt khe qua 5 khâu. Mà tôi nghĩ rằng các cái khâu ở trong công ty chứng khoán cũng khá là chặt chẽ, mà đặc biệt là một công ty chứng khoán hàng đầu ở trên thị trường. Có ngân hàng mẹ là Techcombank cũng là một ngân hàng mà quản trị rủi ro khá là tốt trong cái việc là thẩm định và đánh giá doanh nghiệp. Chính vì vậy mà anh chị và các bạn sẽ khá là yên tâm trong cái việc là xem xét, lựa chọn những cái doanh nghiệp được TCBS họ phân phối ở trên sàn của TCBS, đúng không ạ? Đó. Nào, chúng ta hãy đến một cái đánh giá thứ hai của tôi về sản phẩm đầu tư trái phiếu của TCBS. Chúng ta biết là tổ chức phát hành thì là đơn vị mà phát hành ra các trái phiếu, đúng không ạ? Nhưng mà các trái phiếu này sẽ được cơ cấu lại như thế nào? Đó, thì cái việc là cơ cấu lại các sản phẩm trái phiếu nó thể hiện được là ở về mặt tính thanh khoản của trái phiếu đó. Nếu mà anh chị chỉ mua của tổ chức phát hành thì nó sẽ rất là đơn thuần là anh chị là chủ nợ của trái phiếu thôi. Nhưng cái tính thanh khoản của trái phiếu đó sẽ khác nhau. Và tính thanh khoản đây là gì? Là cái khả năng mà anh chị có thể là chuyển đổi thành tiền, lấy tiền về đấy ạ. Mình có thể bán được trước hạn. Đấy, đúng không ạ? Thì cái việc cơ cấu, cấu trúc
cái tính thanh khoản này nó sẽ làm cho cái trái phiếu đấy trở nên có giá trị hơn, đúng không ạ? Thế thì TCBS họ sẽ cấu trúc cái sản phẩm trái phiếu của mình làm ba loại và dựa trên ba cái tính thanh khoản khác nhau. Thứ nhất là trái phiếu tích lũy bền vững. Trái phiếu tích lũy bền vững này đơn giản là gì? Nó giống như các anh chị mua trực tiếp của tổ chức phát hành thôi, không khác gì cả. Anh chị cầm mua và giữ đến đáo hạn đó, hoặc nếu mà các anh chị muốn bán thì anh chị tự đi tìm các nhà đầu tư khác. Sản phẩm thứ hai đó chính là trái phiếu theo dòng tiền định sẵn. Tức là gì? Tức là nếu anh chị được muốn đầu tư 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng hay 12 tháng thì Techcom Security họ cũng sẽ cam kết mua lại hoặc là cam kết môi giới thành công cho các anh chị để các anh chị có thể bán được cái trái phiếu đó trong cái thời gian đó. Nó giống hệt như các anh chị gửi sổ tiết kiệm ngân hàng ấy, không khác gì cả. Mình có một cuốn sổ 3 tháng đúng không ạ? Thì cứ đến 3 tháng là đến ngày là mình đến mình rút, thì đương nhiên là trái phiếu cũng tương tự như thế. Và nếu mà các anh chị mua trực tiếp của công ty phát hành ấy thì không thể có cái câu chuyện đó được, đúng không ạ? Chỉ có mình mua qua TCBS thì mình sẽ được cái việc là tạo cái thanh khoản đúng cái kỳ hạn đó thì mình bán được, bán lại cho họ và chắc chắn bán được. Đó. Sản phẩm thứ ba đó chính là sản phẩm đầu tư linh hoạt. Và tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái sản phẩm mà ưu việt hàng đầu trên thị trường. Tôi nghĩ rằng là chưa có một công ty chứng khoán nào làm được cái việc này. Đó chính là nhà đầu tư có thể mua bán trái phiếu này ở trên chợ giao dịch Iconex của Techcom Security, và đây là một cái chợ trái phiếu lớn nhất trên thị trường mà chỉ có Techcom Security tạo ra được. Vì sao? Vì là Techcom Security họ có một số lượng nhà đầu tư cực kỳ lớn về trái phiếu, chiếm 81% doanh số trái phiếu trên thị trường. Các anh chị có thể biết rằng là với một cái lượng doanh số trái phiếu như thế, lượng nhà đầu tư như thế thì chúng ta mới vào mua bán trong cái chợ ấy được, không ạ? Và toàn bộ những khách hàng đó là TCBS họ đang quản lý thì họ đưa vào cái chợ đó. Thì các anh chị có thể thấy là khi vào một cái chợ mà đông người, người mua người bán thì rõ ràng là chúng ta có thể là mua bán rất là dễ, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta đến một cái chợ mà không có người mua, không người bán thì làm sao mà chúng ta mua bán được? Thì rõ ràng đây là một ưu thế về một cái sản phẩm đầu tư trái phiếu linh hoạt của Techcom Security. Và tôi nghĩ rằng đó chính là một cái thế mạnh mà Techcom Security có được và hàng đầu ở trên thị trường ở một cái tính linh hoạt, ở cái tính thanh khoản với các cái sản phẩm đầu tư. Đó. Hiện tại ở trên thị trường thì tôi mới được biết chỉ có công ty chứng khoán họ chỉ cam kết mua lại thôi. Đó, hoặc là gì? Hoặc là mua trái phiếu giống như là chúng ta mua trực tiếp của tổ chức phát hành ấy. Đấy, đầu tư. Còn cái việc mà tạo ra cái chợ ấy thì không, chưa có anh chị ạ. Đó, rất là hiếm, rất là hiếm. Và hiện tại thì tôi mới chỉ biết ở TCBS có được cái đó. Anh chị ơi, chúng ta sẽ cùng đến với một phần thứ ba, đó chính là đánh giá về năng lực của công ty chứng khoán TCBS. Thứ nhất là TCBS được sở hữu bởi ngân hàng Techcombank, một trong những ngân hàng hàng đầu ở tại Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta thấy cái màu đỏ ở các cái phòng giao dịch, đúng không ạ? Rất là dễ quen, gần gũi với các bạn, đúng không ạ? Thứ hai là thị phần môi giới trái phiếu của Techcom Security đang chiếm số 1 ở trên thị trường với 82,4% thị phần môi giới, quá là lớn, đúng không ạ? Thứ ba nữa là tổng cái giá trị phát hành trái phiếu của TCBS lũy kế đến thời điểm năm 2019 là hơn 213.000 tỷ đồng. Thứ tư đó chính là gì? Giá trị môi giới bán trái phiếu trước hạn là khoảng trên 1.500 tỷ đồng. Các anh chị có thể hình dung được là cái việc bán trước hạn trái phiếu ấy, môi giới bán trước hạn trái phiếu rất là khó, không phải dễ đâu ạ. Nhưng TCBS họ đã tạo được cái chợ Iconex để mà thực hiện giao dịch mà mua bán trái phiếu trước hạn cho các anh chị. Thứ tư đó chính là gì? Hiện tại TCBS họ có trên 20.000 nhà đầu tư trái phiếu, rất là thuận tiện để cho mà các nhà đầu tư có thể là giao dịch mua bán với nhau, đúng không ạ? TCBS
Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá về tính minh bạch của nền tảng đầu tư trái phiếu TC Invest. Ở trên cái nền tảng TC Invest thì anh chị và các bạn sẽ có được những cái thông tin gì? Thứ nhất là gì? Thông tin về trái phiếu. Thứ hai là gì? Bản cáo bạch của tổ chức phát hành. Thứ ba nữa là gì? Cái dòng tiền coupon của trái phiếu. Thứ tư nữa là gì? Cái tính toán lãi suất đầu tư trái phiếu rất là rõ. Và các anh chị có thể được tính toán được các cái giá bán trái phiếu khi mà các anh chị muốn bán. Và tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái hỗ trợ, các công cụ để cho các anh chị thực hiện đầu tư trái phiếu một cách rất là clear, rất là rõ ràng. Tất cả những cái thông số này có thể hiện rất là rõ ràng và có tham chiếu tới các cái hợp đồng tới các anh chị. Đấy, ngoài ra thì trên cái ứng dụng TC Invest thì các anh chị sẽ biết được toàn bộ những cái thông tin liên quan đến các cái điều khoản hợp đồng, các cái mẫu biểu hợp đồng, và các anh chị có thể là ký kết hợp đồng mua bán online luôn và không cần phải đến phòng giao dịch, không phải đến công ty chứng khoán để mà mua. Và tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái ưu thế, cái điểm mạnh mà ít có công ty chứng khoán có được khi mà đầu tư trái phiếu tại TC Invest ạ. Chúng ta sẽ đến với cái đánh giá cuối cùng, đó chính là nền tảng công nghệ đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Đây là một trong những cái đánh giá quan trọng nhất của tôi về đầu tư trái phiếu tại TC Invest. Khi tham gia đầu tư trái phiếu tại TC Invest thì nhà đầu tư sẽ được đầu tư hoàn toàn 100% online các trái phiếu này. Và cái khâu quy trình từ khi mở tài khoản đầu tư trái phiếu đến khi kết thúc giao dịch đầu tư trái phiếu đều là hoàn toàn online chị ạ. Thực sự là tôi nghĩ rằng đó là một trải nghiệm mà tiết kiệm rất nhiều chi phí cho chúng ta. Bình thường thì anh chị khi mua trái phiếu, anh chị phải đến phòng giao dịch này hay đến quầy giao dịch này của công ty chứng khoán này, dùng chúng ta ngồi ký hợp đồng, ngồi chờ ký hợp đồng, rất là mất thời gian anh chị ạ. Nhưng với TC Invest thì chúng ta không phải làm như thế. Chúng ta chỉ việc là ngồi ở nhà và thực hiện mở tài khoản đầu tư trái phiếu, và khi muốn bán thì chúng ta giao dịch bán luôn. Rõ ràng là tiết kiệm rất nhiều chi phí đúng không ạ? Rất nhiều mà chúng ta không để ý đấy. Chúng ta có thể giao dịch ở trên website tcinvest.tcbs.com.vn hoặc là cái app mobile TC Invest. Đó, rất là dễ đúng không ạ? Chúng ta giao dịch ở trên mobile, trên website thì quá là thuận tiện rồi. Tiếp nữa là gì? Chúng ta sẽ được tính toán dòng tiền online ở trên cái ứng dụng luôn. Tiếp nữa là gì? Chúng ta sẽ có tất cả cái hợp đồng điện tử, chính là các cái văn bản mà sẽ ký online và sẽ được gửi vào email cho các anh chị. Tiếp theo nữa là gì? Chúng ta sẽ có một cái chợ giao dịch trái phiếu mà chúng ta có thể giao dịch đó, và trong đó sẽ quy tụ rất nhiều các nhà đầu tư, hơn 20.000 nhà đầu tư tham gia giao dịch mua bán trái phiếu ở đây. Anh chị hoàn toàn có thể là mua đi bán lại ở trên cái chợ này. Quá là dễ dàng rồi đúng không ạ? Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn review thực tế trên ứng dụng TC Invest để mà các anh chị có thể là dễ dàng theo dõi để thực hiện đầu tư các anh chị nhé. Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ với các anh chị cái đánh giá về cái nền tảng đầu tư trái phiếu tại TC Invest. Đây là một cái màn hình giao dịch của TC Invest. Chúng ta có thể giao dịch trên website TC Invest hoặc là trên ứng dụng mobile của TC Invest anh chị nhé. Thế thì khi mua hay bán trái phiếu ấy, thì chúng ta sẽ có hai menu. Một là đặt lệnh trái phiếu và hai là thỏa thuận trái phiếu. Thì hai cái menu này nó khác nhau ở cái điểm nào? Đặt lệnh trái phiếu là chúng ta mua hoặc bán trực tiếp với cả TCBS. Còn thỏa thuận trái phiếu là chúng ta mua hoặc bán với các nhà đầu tư khác. Và các nhà đầu tư khác này có thể có TCBS ở đó. Thế thì bây giờ tôi sẽ review và đánh giá chi tiết cho các anh chị khi vào cái menu đặt lệnh trái phiếu nhé. Đây anh chị có thể thấy này, đây là toàn bộ cái màn hình đặt lệnh mua này hoặc là bán trái phiếu. Đó, mua và bán trái phiếu này thì chúng ta sẽ thực hiện giao dịch hàng ngày với TCBS. Đây là một cái bảng danh sách các cái trái phiếu
mà nhà đầu tư có thể mua được rất là rõ ràng. Cái mã trái phiếu đây ạ. Anh chị có thể nhìn rất là nhiều mã trái phiếu đúng không ạ? Cái mức lãi suất này, thời gian đầu tư này, mức đầu tư tối thiểu này. Đó, và có đang niêm yết hay không? Có tài sản đảm bảo hay không? Đúng không ạ? Đây là khối lượng anh chào bán. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem thử một trái phiếu nhé. Đây các anh chị vào đây ạ. Và mua đi. Đúng không ạ? Thì đây là toàn bộ những thông tin về trái phiếu này, rất là rõ ràng đúng không ạ? Đây là cái dòng tiền này. Dòng tiền trái tức của trái phiếu đấy, cái coupon đấy ạ. Đấy, được tính toán. Và cái lãi suất của trái phiếu đây được tính giả định dựa trên hai cái giả định là lãi suất tham chiếu ấy, thì nó sẽ bằng là 5.9 75% trên năm đúng không ạ? Lãi suất tái đầu tư thì nó khoảng độ 5.6%. Đây là toàn là giả định thôi anh chị ạ. Thì nó sẽ tính ở cái thời điểm hiện tại. Vì vì sao? Vì cái lãi suất này mỗi một trái phiếu thì nó sẽ thay đổi theo thời gian, bởi vì nó luôn bằng lãi suất tiết kiệm cộng với một cái biên động. Tí chúng ta sẽ vào xem chi tiết về thông tin trái phiếu nhé. Đây anh chị có thể đặt khối lượng này, ngày giao dịch này và mua hàng ngày luôn. Đó, rất là dễ. Ở đây thì nếu anh chị ủng hộ tôi thì có thể là nhập 105C 041670 thì anh chị sẽ ủng hộ tôi bằng việc là nhập cái mã này thì TCBS họ sẽ trả một cái phần phí cho tôi, nhưng anh chị thì không bị mất một cái khoản chi phí gì cả. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết cái phần thông tin trái phiếu nhé. Thì các bạn và anh chị sẽ vào phần xem thêm này. Đó. Thì đây là toàn bộ những thông tin về mệnh giá, về ngày phát hành, về ngày đáo hạn, về tài sản đảm bảo. Đó. Loại trái phiếu, thanh toán gốc lãi này. Đối với lãi suất đối với 4 kỳ đầu tiên là 10%. Còn các kỳ tiếp theo thì sẽ bằng 4% trên năm cộng với cả lãi suất tham chiếu. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần công bố thông tin nhé. Đây. Đây là toàn bộ những cái thông tin về trái phiếu cơ bản nhất mà TCBS họ sẽ gửi cho nhà đầu tư. Cái bản công bố thông tin này do tổ chức phát hành họ công bố đấy ạ. Anh chị có thể vào xem thêm nhé. Nói chung là khá là dài nên là tôi cũng không muốn làm mất thời gian của anh chị. Anh chị có thể mở cái tài khoản demo để vào xem được. Tiếp theo chúng ta sẽ xem phần phân tích công ty này. Cái báo cáo phân tích này là do công ty chứng khoán Techcom Securities họ phân tích anh chị nhé. Đấy, họ đánh giá, họ thẩm định đủ điều kiện thì bắt đầu là họ mới thực hiện là đầu tư trái phiếu này, sau đó họ mới bán lại cho các nhà đầu tư cá nhân đấy ạ. Thì chúng ta sẽ mua là mua lại của TCBS. Như vậy là anh chị có thể thấy rằng là một cái trái phiếu được bán ở trên này thì được công bố các thông tin rất là minh bạch đúng không ạ? Đầy đủ các thông tin về dòng tiền, về thông tin về trái phiếu phát hành, về thông tin về báo cáo đánh giá của trái phiếu. Chúng ta đầu tư thì chúng ta có đầy đủ các thông tin này để chúng ta đầu tư rồi, khá là happy đúng không ạ? Tôi muốn đánh giá một cái thông tin quan trọng hơn, đó chính là cái chuyên mục thỏa thuận trái phiếu, đó chính là cái chuyên mục gọi là iConnect ạ. Thế thì cái điểm khác biệt của cái chuyên mục này nó khác với các công ty chứng khoán khác ở trên thị trường, đó chính là TCBS họ tạo ra được một chợ chợ giao dịch của các nhà đầu tư đó. Và hiện tại thì TCBS họ có trên 20.000 nhà đầu tư trái phiếu ở trên này, và anh chị và các bạn có thể là mua hoặc bán trái phiếu ở trên này rất là thuận tiện, kết nối online với nhau. Và tôi nghĩ rằng là đây là một thế mạnh mà tạo cái sự linh hoạt, tạo cái thanh khoản cho các cái trái phiếu rất là tốt, và đó là một ưu thế để mà khi chúng ta cần tiền, chúng ta muốn bán trước hạn thì chúng ta vào đây chúng ta ra bán, hoặc nhiều khi là chúng ta muốn đầu tư, muốn mua một cái giá tốt thì chúng ta có thể đặt mua ở trên này, thì nhiều người người ta sẽ bán cho anh chị và các bạn vì họ cần tiền chẳng hạn. Có lẽ là đây là một trong những cái kênh thông tin, cái chợ mà giúp chúng ta giao dịch chiết đinh trái phiếu cũng khá là tốt. Đó. Về thông tin chi tiết của từng trái phiếu thì nó cũng tương tự như ở đặt mua tại TCBS thôi. Đó, đây anh chị có thể thấy này, khi mình đặt mua thì nó cũng đầy đủ thông tin đấy, về dòng tiền trái phiếu, rồi xem thông tin của trái phiếu nó cũng tương tự như thế. Đó, rất là đầy đủ và chi tiết.
ở trên chợ nó cũng như là mua trực tiếp với TCBS thôi, vì thông tin trái phiếu là giống nhau. Cái quan trọng ở đây là tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó chính là cái ưu điểm, đó chính là thứ nhất là về cái dòng tiền họ chia sẻ rất là minh bạch, thứ hai đó chính là có một cái chợ để chúng ta thực hiện giao dịch mua bán, và thứ ba nữa là họ tính toán cho chúng ta ở các cái mức giá để chúng ta có thể là mua bán để nó có thể là đạt được hiệu quả tốt nhất. Đó, thì họ tính sẵn ở đây cho chúng ta, hoặc là chúng ta có thể tính được, và tôi cũng có những cái video để chia sẻ những cái cách tính giá mua hay giá bán trái phiếu cho các anh chị. Nó thực sự là rất là khó nhưng mà không phải là chúng ta không làm được. Có một cái ưu điểm rất là quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị, đó chính là ký hợp đồng mua bán online. Tức là bình thường ấy, thì chúng ta mua bán trái phiếu thì chúng ta phải đến phòng giao dịch của ngân hàng hay là đến phòng giao dịch công ty chứng khoán để mua, đúng không ạ? Tuy nhiên với TCBS thì các anh chị và các bạn sẽ chỉ cần ký hợp đồng online thôi, không cần phải đi đâu cả. Đó là một cái tính năng, một cái giải pháp thay thế rất là hiệu quả cho các anh chị. Và những cái hợp đồng này nó hoàn toàn có cái giá trị pháp lý theo luật giao dịch điện tử, nên là các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm. Thì sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị xem cái hợp đồng online nhé. Khi các anh chị đặt lệnh mua trái phiếu ấy, thì nó sẽ ra một cái bản hợp đồng như thế này. Đó, thì nó sẽ có cái hướng dẫn chia sẻ về cái nhận biết rủi ro. Anh chị phải hiểu cái rủi ro nhé, trước khi đầu tư, đăng ký mua trái phiếu này. Đấy, rồi chi tiết dòng tiền này. Đó. Đấy, chi tiết thông tin trái phiếu này. Đó. Rồi các điều khoản điều kiện. Đó, rồi cái đề nghị chuyển nhượng trái phiếu. Đó. Sau đó thì anh chị và các bạn sẽ thực hiện là tôi đồng ý. Đó, và xác nhận ký hợp đồng. Như vậy là xong, đúng không ạ? Nó rất là thuận tiện. Cái việc mà ký kết hợp đồng online như này thì sẽ tiết kiệm thời gian cho chúng ta rất nhiều trong cái việc đi lại. Cái việc mua một trái phiếu với giá 1 triệu đồng thì sẽ giảm thời gian cho chúng ta, tiết kiệm chi phí cho chúng ta, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng đây là một tính năng rất là hữu ích, một giải pháp rất là tuyệt vời đối với các nhà đầu tư ở xa Hà Nội, ở xa Hồ Chí Minh hay ở muốn ở nhà mà đầu tư rất là dễ dàng, đúng không ạ? Như vậy là tôi vừa chia sẻ với anh chị và các bạn rất là chi tiết về cái nền tảng đầu tư trái phiếu tại TCBS, và đó là những cái đánh giá mà tôi nghĩ rằng nó rất là khách quan từ những cái trải nghiệm thực tế của tôi. Rất là cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc anh chị và các bạn sẽ thực hiện đầu tư và rất là hiệu quả nhất tại TCBS. Cảm ơn anh chị và các bạn nhé.